Hello, xin chào mọi người nhá. Hello, xin chào toàn thể tất cả mọi người nhá. Xin chào toàn thể các bác nhá. À, buổi sáng ba anh em dậy sớm và đi thăm bẫy. Thì hôm qua cái tình hình là nghe cũng không khả quan lắm, thì hôm nay đi thăm thì được mỗi hai em. Còn đúng. Hai em rất to. Hôm nay là sáng nay lại có mồi rồi. Với lại cả cua hôm qua nữa thì hôm nay là vẫn có mồi. Em chuẩn bị cho bữa ăn sáng mà lại tiếp tục hành trình đi vào rừng nhé. Đây là nồi nước chè hoa vàng để đun để tí nữa cho vào ấm, cho vào bịch xong để mang đi. Hôm qua là anh em không có gì ăn nên là ăn măng luộc nhiều quá bị Tào Tháo đuổi. Hôm nay ấy... nhìn mặt ai cũng rù rù rồi các bác ạ. Thì nên đến những cái bốc cái cây thuốc về mà ăn rồi. Thì nên là không đi nội đấy. Thì nữa còn đi vác chuối nữa. Chỗ ngủ hôm qua đấy nhá, nát hết lá chuối. Buổi sáng sương mù rất là dày, mù mịt. À, tối qua răng cái bạt dù ở đây thì sáng nay vừa mới tháo ra thôi các bác. Cùng nhau luôn. Quên cả. Trên bài bài làm này. Lâu không được trượt tới. Không biết làm. Đây là một bao này. Ôi, mọc hết nhỉ. Hết. Cách đây mấy tháng rồi các bác. Ôi, túm túm những cái chỗ mọc ấy vứt đi. Này. Mọc như mạ. Toàn những hạt mẩy. Một hết đi. Này mong bị trồng nhỉ. Hỏng thế à? Hỏng khá nhiều. Này, nên dùng chuối nhé. Khủng à? Ôi! Khuyết. Không ảnh hưởng gì đến phần hạt đâu nhé. Thì chuối này nó có cái hạt bền lắm. Hạt nó chìm trong đất thì mấy năm vẫn mọc bình thường. Bao này chìm trong lòng đất rồi này, giờ phải lôi ra này. Ui, mặc hết. Khui như khui vàng này. Hai lớp bào mà vẫn còn mục nát hết thế này. Quả. Này mong vui ăn chắc được ạ. Này hạt này nó chỗ nào gặp cái điều kiện ánh sáng rồi là độ ẩm nó mới mọc thôi các bác nhé. Lại trong bao này nó nguyên si luôn. Của năm này qua năm khác nó cũng chẳng thối. Giờ anh em dồn vào bao này, xong nó là đem ra suối để rửa, rửa tách cái hạt. Bác nào có nhu cầu để cái hạt thì liên hệ với ba anh em với em nhé. Ôi này nấm này. Ừ.
nấm này loại này không ăn thua mới. Các bác nhá, em đi thỉnh thoảng thấy một cây nấm lim rất đẹp luôn. Này nó không có nhiều đâu, đi lác đác lâu gặp một ít. Mấy cây này rất là đẹp, rất to. Giờ gạn rửa cái phần thịt đấy đi, còn thận rách được chứ thôi. Lấy nguyên hạt tay không, cái phần thịt mà nó đã phân hủy rồi. Đây là trước khi rửa nhé mọi người nhé, trước khi rửa đây, nó nhìn như kiểu phân này, nó toàn là quả chuối phân hủy đấy nhé. Và trong này còn nguyên hạt với lại cái phần thịt chuối. Gạn rửa như thế kia, như là nước trong ấy thôi, sạch sẽ. Đây, sau khi rửa sạch thì đổ sang một bao khác mọi người nhé. Phải sang qua thì đến nhà anh em còn rửa thêm một lần ở nhà nữa, đó là phơi khô sàng sẩy qua sạch sẽ nhé. Đây, bây giờ còn nguyên hạt thôi, óng ánh đen huyền luôn này. Để nhà rửa thêm một lần nữa sau đó là phơi. Sáng nay không có canh gì, thế là rửa cái hạt xong thì bây giờ đi lấy lõi chuối về lấy cua nhé. Chuối nhiều mà, nó non mà. Đã là dòng tốt thế nhỉ. Úi, đang cặp sâu hơn. Chuối ngon ở cái phần gốc rồi. Vào mùa hè là sợ nhất cái loại này các bác này. Vì là cứ không thấy là quyệt vào ấy, nó ngứa rồi là nó sưng lên, nhìn những cái bộ lông nó lởm chởm rất ghê. Mùa hè đi vào rừng là một là dẫm phải, hai là quyệt phải sâu gióm. Hái thêm ít rau về nấu. Nấu với cua với lại lõi chuối luôn. Này rất là hợp nhé. Thuốc chống đau bụng đây rồi.
Sáng nay có món măng xào nữa. Ăn no rồi đi vào rừng. Làm tí ngà ngà đi cho khỏe nhỉ. Vẫn còn càng khùa. Để cho chắc chắc vào tí nhé. Chèn hai bên nó đỡ lăn. Măng xào là lốt. Lên mâm. Rồi đây đây. Ơ nhỉ. Này trốn trốn đây thôi. Đây là món cua ấy nhé. Món cua nấu hoa chuối. Thằng này còn mấy con nữa, tổng 6 con. Đây, nồi cua hoa chuối, lõi chuối nhá. Đây, cho vào đi. Không hết được. Cho một lúc nó xẹp rồi cho tiếp. Cho một ít, cho một lúc cho cả ít lá lốt vào. Thành phức luôn. Chọn những cái gốc chưa cho vào, cho vào đây đi. Đó đấy. Chẳng. Lại cái gương mà. Ngon chưa các bác? Cái cua béo nó vàng ướm như thế nhiều mỡ gà vậy. Cho lá lốt vào đây. Có hết không? Đó, một tí nữa. Có hết đi. Sáng đơn giản. Mình ăn cái này được rồi. Hôm qua ăn măng nhiều quá, đau bụng nên tăng quan tí sức nào. Ăn bát được không? Nít, cái cho hết rồi mà đâu. Bởi vì hai bát để hai bên mà. Đây, ấy cho bên kia. Hai con cho bên kia, ba bốn con. Cái mài này ngon nhất. Cho hoa chuối đi, đi nữa. Múc tiếp. Sáng nay có chuột, măng xào, cua với lõi chuối. Ôi, cẩn thận nhá, đi lại cẩn thận nhá. Đổ con mòn máng ra đi. Lão mất lượt đây. Uống rượu gì lấy đi. Rượu trắng hay rượu thuốc? Ô, uống rượu trắng là uống mật gấu. Qua làm một trận này hôm nay rượu trắng. Bắt đi. Dương tay à? Ý là hết mà.
và mình cho thêm một lít rồi, lít rưỡi rồi. Đây, chào buổi sáng đi. Làm tí cho nó có sức khỏe. Rồi, xin phép mời toàn thể các bác dùng bữa sáng nhá. Em mời toàn thể tất cả mọi người nhá. Ôi, em mời toàn thể các bác nhá. Lần đầu tiên làm từ từ đâu. Đi nữa vác đi, đi đi lấy chuối vác nó mới khỏe chứ. Nói chuối ngon lắm à. Bò ăn mới ngon. Mai nấu còn ngày mai ngọt lắm. Cua béo ăn thơm. Măng xào lá lốt này hay nào. Perfect. Ui. Nga về lại run tay à. Hiếu. Khi nào ra mình nâng cái sàn này lên bằng cái cành cây kia nhỉ. Thế là đi lại buộc từ cái cây kia luôn. Buộc lên cao cái này đi nữa. Chống cái cột kia nữa. Cái chống buộc bắt buộc luôn cái cây này kìa. Kéo xa quá. Đi lại thì từ cái gốc cây kia trèo lên. Còn đi xuống thì ra định trèo một cái dây thế này. Tụt xuống. Tụt xuống. Béo thơm thật ạ. Đấy mà cua ăn. Này lấy cua rồi. Ăn thôi. Kêu ở đâu về đấy. Chuẩn đây. Đấy. Thường đấy. Ăn thích ăn cái da da. Chim là xong rồi. Chim sóc, chim sóc chắc bay ra. Thịt bật mùa này thơm thế này. Béo cái này nhỉ. Mình đã thấy là béo hẳn rồi. Qua đi. Qua ăn ngấy rồi. Qua anh ăn ít thì hôm nay anh ăn bù. Ăn đấy tí nữa thừa đi giường về chiều về ăn ngon đâu mà không ăn thì tối lại móm tiếp đấy. Ăn nó vắt nữa tình hình tối chắc không biết đi kiếm cái gì ăn được. Đi ngày thì chả gặp con rúi nào, thèm con rúi lắm rồi. Nước này ngọt lắm nha. Đi tìm chỗ mà bẫy chuột thôi, không có dối ăn ăn chuột. Hôm qua đi bẫy muộn quá, chả biết đường bẫy nên thế. Đây nằm sát như cái cào thế mà còn chơi thêm một nửa. Nhưng vạc không có chân lực đâu, là một tí nữa thịt tê xong là chân này mới ăn được khô được dẻo. Một tay thì cứ bắt cỏ. Một tay thì vác, một tay thì cầm dây. Đang lo đây à. Ừ.
Được cơm đây các bác nhé. Ui, nóng quá, nóng quá. Xem một. Ngu, 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 bẩn thế. Thấy không? Đấy là món gạch cua. Gạch cua. Hôm nay ai nhặt cua vào đấy à? Không ấy, nãy là ấy, nó lúc nó sủi ấy. Ăn cơm đào, ăn cơm đào. Người mán ăn cơm đào. Một chén, nên là một chén cơm. Đấy, có cái cơm này đi có phải là cả ngày không lo đói không? Mà phải nó rắc. Đấy, mời các bác ăn cơm nhá. Đảm bảo tan cái nước canh này là ăn là ngon. Rồi, ba anh em xin phép tạm dừng video đây các bác nhé. Chúc toàn thể các bác một ngày vui vẻ các bác nhé. Xong anh em xuất phát. Phát vào rừng có thể là đêm là không quay trở lại đây đấy, mai mới lại quay trở lại đây. Thôi, em chào tạm biệt tất cả mọi người nhá. Rồi em chào tạm biệt các bác nhá.